Nếu bạn là một lính nhảy dù năm 1944 và đang phải đổ bộ lên Normandy, vậy thì bạn sẽ có bao nhiêu cách chết? Còn chưa tiếp cận chiến trường thì máy bay mà bạn đang ngồi có khả năng bị pháo cao xạ bắn trúng. Nếu như máy bay của bạn có thể may mắn thoát khỏi pháo cao xạ, thì tiếp đó những làn đạn dày đặc sẽ bắt đầu xuyên thủng máy bay. Bạn có khả năng sẽ bị bắn thành lỗ chỗ như cái sàng luôn. Sau đó máy bay mà bạn đang ngồi sẽ bị bom đạn bắn trúng. Động cơ bốc cháy, bạn có khả năng sẽ bị nổ chết trên máy bay. Nếu như bạn muốn nhảy dù thì chỉ cần bạn vừa đứng lên thì có khả năng bạn sẽ bị bắn chết. Máy bay lúc này đã bị nổ đến mức không còn sót lại bao nhiêu nữa rồi. Luồng không khí sẽ lập tức đẩy bạn ra ngoài và ngã chết. Trong quá trình rơi xuống, bạn có khả năng sẽ bị vô số những viên đạn bắn qua bắn lại xung quanh bắn chết. Nếu như bạn mạng lớn mở được dù ra, thì bạn cũng có thể sẽ bị rơi xuống biển và chết đuối. Nếu như tay chân bạn nhanh nhẹn, bạn có khả năng sẽ kịp thời thoát khỏi những sợi dây của chiếc dù. Nhưng đợi đến khi bạn thật vất vả bò được lên bờ rồi, thứ đang chờ đợi bạn có khả năng sẽ là bị bao vây bởi một đám quân đội Đức, chỉ có thể bị bắn chết thôi. Nam chính Boyce của chúng ta dựa vào hào quang nam chính mà tránh được tất cả. Hiện tại chỉ còn lại cậu ta và hai người trung sĩ. Đi được hai bước, bọn họ phát hiện ra ba đồng đội nữa. Niềm kích động khi gặp được đồng đội còn chưa qua đi thì mấy người lại dẫm lên mình. Được rồi, hiện tại chỉ còn lại bốn người. Boyce đi về phía trước, đột nhiên cậu phát hiện ra một cô gái. Vì vậy cả đám người điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh đã khống chế được cô ta. Boyce biết một ít tiếng Pháp. Theo những gì cậu ta tìm hiểu thì cô gái Pháp này vô cùng căm hận quân Đức và cũng đồng ý đưa bọn họ vào trong thôn. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là căn cứ địa ở xa kia. Hủy đi căn cứ địa mới có thể bảo vệ cho lục quân sau này đổ bộ lên. Dưới sự chỉ dẫn của cô gái, rất nhanh, một đám người lặng lẽ đi vào nhà của cô, bắt đầu bố trí kế hoạch. Hai người được cử đi để thăm dò địa hình, Boyce thì ở nhà canh giữ. Lúc này một tên quan quân Đức đến gõ cửa nhà cô gái. Mọi người đều rất căng thẳng, cô gái không nói gì để cho tên sĩ quan đó đi vào. Hiển nhiên tên sĩ quan này sớm đã quen thuộc với nơi này. Hắn ta nhờ cô giúp hắn cởi áo ngoài, nhưng cô không kiềm chế được mà nhìn lên lầu một cái. Tên sĩ quan rất nhanh đã phát giác ra có gì đó kỳ lạ. Tên sĩ quan không hề hoài nghi, nhưng hắn muốn đêm nay cô ở cùng hắn. Khi tên sĩ quan đang bộc phát thú tính của mình, thì đầu bị một khẩu súng dí vào. Tiếp đó trung sĩ trực tiếp đánh một phát vào đầu khiến hắn hôn mê. Vì để không đánh rắn động cỏ, trung sĩ chỉ có thể tạm thời trói tên sĩ quan lại và yêu cầu Boyce mau chóng đi tìm hai người đồng đội kia về. Cả đường đi Boyce phải né tránh quân Đức, mãi cho đến khi đi đến trước tường ngoài của căn cứ. Tình huống trước mắt khiến cậu ta kinh ngạc. Quân Đức không ngừng khiêng ra một đống thi thể, toàn bộ đều người không ra người, ma không ra ma. Một người còn chưa chết bị trực tiếp hỏa thiêu. Boyce bị dọa trợn tròn mắt nhìn. Trên đường trở về cậu bị một con chó sói đuổi theo. Cậu chỉ đành nhảy lên một chiếc xe của quân đội Đức. Kết quả trên xe là một đống thi thể quân đội Mỹ. Điều càng đen đủi hơn đó là chiếc xe này trực tiếp đi đến căn cứ của quân Đức. Boyce nhân cơ hội binh sĩ vận chuyển thi thể, lén lút nhảy xuống xe. Sau khi đi vào, cậu ta phát hiện nơi này là một căn cứ thực nghiệm hóa sinh. Trong mỗi phòng giam đều không ngừng truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết. Ở trong một căn phòng thí nghiệm rộng lớn, Boyce phát hiện một bình thuốc màu đỏ, ống dẫn dịch dẫn đến những chiếc túi đang được treo trên không TRNG. Mở một cái ra xem, người bên trong đã không còn là hình người nữa rồi. Một phòng làm việc bày đầy những ống tiêm được chế tạo từ loại thuốc màu đỏ kia. Cậu ta trộm cầm một cái kim tiêm đi. Quay đầu một cái thì cậu ta đang ở trong một phòng bệnh. Nhìn thấy người chiến hữu đang bị trói của mình, Boyce mau chóng cứu người. Từ trên người của người này Boyce rút ra được một chiếc kim tiêm có độ dài phải tới nửa mét. Hai người dù đỡ nhau đi tìm lối ra, cuối cùng cũng phát hiện ra một ống thông gió. Khó khăn lắm mới chui qua được ống thông gió. Hai người trốn thoát ra ngoài như một kỳ tích vậy. Trở về nhà của cô gái, Boyce đã nói năng lộn xộn. Trung sĩ muốn biết đang có chuyện gì xảy ra, vì vậy dẫn tên sĩ quan Đức kia ra nghiêm hình tra khảo. Thời gian chấp hành nhiệm vụ sắp đến, trung sĩ mệnh lệnh mọi người hành động. Binh sĩ Jace phụng lệnh đến áp giải tên sĩ quan. Này, chuẩn bị lên đường rồi. Tên sĩ quan không phản ứng, anh ta cho rằng hắn ta đã hôn mê nên đã mở dây trói cho hắn. Kết quả bị hắn đá cho một phát ngã xuống đất. Sau đó anh ta vậy mà lại bị một người đang bị bịt mặt cướp mất súng. Sau đó đồng đội rất nhanh đã đến khống chế tên sĩ quan, nhưng không lâu sau đó thì Jace chết. Đồng đội rất thương tiếc anh ta, nhưng Boyce rút ra chiếc kim tiêm thuốc màu đỏ kia tiêm cho anh ta. Đột nhiên anh ta ngồi dậy. Mọi người đều kinh ngạc. Sau khi tỉnh lại thì đến vết thương súng bắn cũng không thấy đau nữa, sức mạnh thì tăng cường. Sau đó bắt đầu cởi quần áo, thân thể xảy ra đột biến, những chiếc gai xương mọc ra. Sau đó anh ta xông lên bóp lấy Boyce, sức mạnh khỏe đến kinh người. Trung sĩ nhanh chóng dùng súng bắn chết anh ta. Lúc này tên sĩ quan nói bọn họ biết loại huyết thanh này sẽ khiến người ta có được thân thể bất tử. Thì ra quân Đức vì muốn chiến thắng mà nghiên cứu ra loại vũ khí thây ma này. Tiếng súng vang lên liên tục đã dẫn đến một đội binh lính Đức. Tên sĩ quan nhân lúc loạn uy hiếp em trai của cô gái và chạy ra ngoài. Trung sĩ xông lên bắn trúng tên sĩ quan, nhưng tên sĩ quan đã đưa theo cậu bé đi. Quay lại phòng thí nghiệm, tên sĩ quan người toàn thân thương tích không thèm để ý đến sự ngăn cản của bác sĩ, trực tiếp lấy một ống huyết thanh ra tiêm vào người. Sau một tiếng thét thảm thì tên sĩ quan trực tiếp trở thành thây ma. Một tên binh sĩ lái xe mô tô trở về quân doanh. Sĩ quan vừa nhìn thấy là biết có gì đó không đúng nên yêu cầu người đó dừng lại. Binh sĩ bị bịt miệng, không ngừng lắc đầu và gật đầu chỉ vào chiếc xe, hình như muốn nói gì đó. Sĩ quan cho rằng người này muốn nói chuyện,
nên đưa tay ra xe vải dính bịt miệng xuống. Nhưng tên binh sĩ cứ lắc tới lắc lui không phối hợp, sĩ quan chỉ đành gọi mấy người đến khống chế người này lại. Tiếp đó thì ra vải bịt miệng có dây dẫn nối với thuốc nổ ở trên xe. Sĩ quan kêu mọi người mau chóng chạy nhưng đã muộn rồi. Rất nhiều binh sĩ vẫn còn kêu rên thảm thiết, trên cao còn có súng đạn bắn tới. Chàng trai nhấc súng lên bắn cho quân Đức nằm đầy đất. Rất nhanh quân Doanh lại có thêm một đám quân Đức nữa xông đến. Hai bên giao chiến, hai người tiêu diệt được không ít quân Đức, nhưng cuối cùng ít không thắng được nhiều, họ không thể không chạy trốn vào trong rừng. Ở bên này, đám người của Boyce đã thông qua đường thông gió đi vào bên trong căn cứ. Boyce dẫn theo cô gái đi vào phòng thí nghiệm. Em trai quả nhiên ở đây, cô gái đến cứu em mình. Nhưng Boyce thì vẫn còn phải chấp hành nhiệm vụ. Hai người chia ra hành động. Kết quả, khi cô vừa mới đưa em trai vào ống thông gió thôi, thì cô đã bị một thây ma bắt lại ném vào trong góc tường. Cô liên tục nổ súng bắn nó nhưng nó không hề có phản ứng gì. Sau đó nó dùng sức mạnh của mình bóp cổ cô gái, mắt thấy mình sắp bị bóp chết, cô dùng hết sức lực bắn súng vào đầu nó. Lần này mới thoát được, nhưng hiển nhiên thây ma sẽ không chết. Nó lại đuổi tới, cô nhanh chóng chạy trốn. Đột nhiên Nhiên nhìn thấy mấy khẩu súng phun lửa. Vì vậy đợi đến khi thây ma đi tới thì cô điên cuồng phun vào nó, biến nó trở thành cái thây khô. Bên này, trung sĩ đã bắt đầu cài đặt bom mình vào trong căn cứ. Vừa quay đầu lại, tên sĩ quan đã biến thành thây ma kia đang ở ngay trước mặt. Sau đó anh ta bị tên này áp trên bàn đánh, rất nhanh đã bị đánh cho mất nửa cái mạng. Tiếp đó tên thây ma kéo anh ta đến trước một cái móc sắt. Cảnh quay ngó me, chỗ này bạn tự tưởng tượng đi. Tên sĩ quan vừa định cầm một kim tiêm nữa lên tiêm thì bị Boyce vừa đuổi đến đây bắn trúng. Nhưng tên thây ma này có bắn thế nào thì cũng không chết, trực tiếp đánh bay luôn Boyce. Mắt nhìn thấy Boyce sắp bị đánh chết, trung sĩ tự tiêm thuốc cho mình. Bên này Boyce đã bị ấn vào trong nước, không sức lực phản kháng. Trung sĩ giờ đây biến thành thây ma xuất hiện. Hai thây ma lao vào nhau, vô cùng máu me, chém giết đến khó phân thắng bại. Cuối cùng Boyce bỏ ra ngoài cầm súng bắn trúng bình dưỡng khí, nổ chết tên sĩ quan kia. Boyce còn dìu trung sĩ trở về, nhưng trung sĩ lại đẩy cậu ta ra và đóng cửa lại. Bởi vì trung sĩ biết bản thân mình rất nhanh thôi sẽ bị mất khống chế. Hơn nữa loại kỹ thuật đáng sợ này không thể để truyền ra ngoài. Trung sĩ nhờ Boyce cho nổ sạch sẽ nơi này. Lúc này tên sĩ quan âm hồn bất tán kia lại xuất hiện. Trung sĩ quay người lại, đốt thuốc nổ trong tay mình. Kết cục cuối cùng thì trên lịch sử đã biết rồi. Cuộc đổ bộ lên Normandy thành công. Chiến tranh thế giới thứ hai của nhân loại giành được chiến thắng. Được rồi, bộ phim hôm nay nói đến đây nhé. Nhiều bộ phim hay hơn đều ở trang chủ của Bạo Liệt Điện Ảnh. Nhớ like và theo dõi tôi nhé. Tạm biệt.